Những ngày này trên các đồi chè ô long xanh biếc tại phường Ô Quy Hồ, những hàng cây mai anh đào đang bung nở sắc thắm, thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm, lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở Sapa. Giữa những cơn gió lạnh tái tê, từng rặng mai anh đào vẫn vươn mình bung nở tạo nên khung cảnh thi vị với những nét chấm phá màu đỏ hồng trên nền lá xanh mướt. Không gian khoáng đạt trữ tình nơi đây đã tạo ấn tượng mạnh với nhiều du khách. Thì nó quá tuyệt vời, thay vì mình đi Hàn Quốc, đi Nhật ngắm hoa anh đào không? Ở Việt Nam mình cũng có, nên ủng hộ cho ngành du lịch Việt Nam mình. Tại vì hoa anh đào Việt Nam cũng không có thua kém gì hoa anh đào của Nhật với Hàn Quốc hết á. Rất đẹp. Nếu có dịp thì mình sẽ sắp xếp và sẽ đưa người thân và anh em bạn bè lên và cùng trải nghiệm và ngắm nhìn cái vẻ đẹp của vườn hoa anh đào này. Được bạn bè giới thiệu, chị Bùi Thị Lan ở Yên Bái đã có mặt đúng mùa hoa nở để được tận mắt ngắm và lưu giữ những thước phim, bức ảnh đẹp để thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo nội dung số của mình. Tôi đến đây và được chiêm ngưỡng tận mắt cái cảnh đẹp của vườn hoa anh đào tại Sapa. Và tôi cũng muốn để chụp và lưu lại những cái bức ảnh đẹp để dùng dành riêng cho mình và cũng đăng lên cái nền tảng số để giới thiệu cho cộng đồng dân Việt Nam mình ở các nơi biết đến một cái cảnh đẹp như thế này để mọi người có cơ hội đến để chiêm ngưỡng tận mắt. Với thời tiết giá lạnh hiện nay, mai anh đào Sapa sẽ còn nở từ 1 đến 2 tuần nữa. Vườn chè Ô Long sẽ liên tục mở cửa để đón du khách đến tham quan trải nghiệm ngắm hoa. Vườn có thu vé với chính sách là mỗi người vào cửa sẽ đóng góp tiền vé cho vườn là 150.000 trên một người. Và sau đó thì sẽ được vào tham quan chụp hình với những cây hoa anh đào ở đây. Ngoài việc là đóng góp chi phí cho vườn để người ta có tiền gọi là dọn dẹp vệ sinh môi trường mới bảo quản khu vực trồng trọt thì khách du lịch còn được khuyến mại một gói chè một lạng nữa. Những cây mai anh đào khoe sắc hồng trên đồi chè xanh tạo nên một khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng mang đến trải nghiệm đặc biệt đối với du khách khi đến với Sapa.